Chúng ta nói chuyện với nhau về phần tay trái rồi. Nhưng mà tay trái ấy, có bấm tốt đến đâu mà tay phải mà không phối hợp được thì chung quy rằng chúng ta vẫn không thể nào tạo ra được những nốt nhạc hay. Cái phần bên này nó rất là quan trọng nhé. Bên này đôi khi chúng ta chỉ cần bấm đúng kỹ thuật, bấm đúng form là chúng ta đã chơi được nhạc rồi. Chúng ta đã có cơ sở để tạo được nốt nhạc rồi. Nhưng ấy, cái ma thuật để chơi guitar gọi là phải đúng rồi dùng từ là ma thuật. Nó hay ở cái nó tạo ra cái âm sắc ấy, tất cả là nhờ bàn tay này. Bàn tay phải. Nếu như bạn thuận tay phải thì chúng ta gảy dây.